Học viện Tài chính là một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của nước ta đào tạo chuyên ngành thẩm định giá và kinh doanh bất động sản. Trải qua gần 20 năm thành lập và phát triển, bộ môn và chuyên ngành thẩm định giá và kinh doanh bất động sản của chúng tôi đã đào tạo 16 khóa với hơn 1.000 sinh viên ra trường, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao về thẩm định giá cho xã hội. Để đạt được kết quả như trên, một trong những nhiệm vụ chính mà chúng tôi luôn quan tâm chú trọng đó là công tác biên soạn học liệu, đặc biệt là giáo trình cho sinh viên. Hiện nay, chúng tôi đã biên soạn được 3 cuốn giáo trình và một số sách bài tập cho sinh viên học viện, đó là giáo trình định giá tài sản, giáo trình kinh doanh bất động sản, giáo trình thị trường bất động sản và các sách bài tập định giá tài sản, bài tập kinh doanh bất động sản. Một doanh nhân đã từng nói, một cuốn sách hay cho ta một điều tốt, một người bạn tốt cho ta một điều hay. Sách là kho báu vô tận và dường như mọi tinh hoa, tri thức của nhân loại đều hội tụ trong sách. Sở hữu một cuốn sách hay là chìa khóa quyền năng để chúng ta chinh phục những khó khăn, thử thách ở phía trước và gặt hái những thành công. Có thể nói rằng một cuốn sách hay có thể thay đổi nhân sinh quan, thay đổi cuộc sống của con người và phần nào giúp thay đổi thế giới mà chúng ta đang sống. Xin chào các bạn, mình tên là Vũ Lan Nhung, giảng viên bộ môn định giá tài sản, chuyên ngành thẩm định giá và kinh doanh bất động sản của Học viện Tài chính. Trong clip này, mình xin giới thiệu với các bạn cuốn giáo trình định giá tài sản. Thấm đẫm trong từng trang sách là tâm huyết và nỗ lực của tập thể giảng viên bộ môn định giá tài sản, Học viện Tài chính. Với chủ biên là tiến sĩ Nguyễn Minh Hoàng, trưởng bộ môn định giá tài sản, và tiến sĩ Phạm Văn Bình, hiện là trưởng phòng thẩm định giá, Cục Quản lý giá, đồng thời là giảng viên kiêm chức của bộ môn. Định giá tài sản là môn nghiệp vụ trong chương trình đào tạo sinh viên chính quy chuyên ngành thẩm định giá và kinh doanh bất động sản tại Học viện Tài chính, đồng thời cũng là môn học cơ sở của nhiều chuyên ngành khác của học viện. Đối tượng nghiên cứu chính của môn định giá tài sản là kiến thức cơ bản về lý thuyết định giá và các phương pháp định giá tài sản trong nền kinh tế thị trường. Phương pháp tiếp cận của giáo trình này là đưa ra cái nhìn tổng quan về tài sản, về định giá, với giả định rằng người đọc chưa biết gì về chủ đề, giống như mới bắt đầu học một ngôn ngữ mới vậy. Mục tiêu chính của giáo trình là cung cấp cho sinh viên một cách có hệ thống, khoa học, những kiến thức, phương pháp và kỹ năng cần thiết để có thể tiến hành các nghiệp vụ cụ thể khi định giá tài sản. Để đạt được mục tiêu trên, giáo trình định giá tài sản kết cấu thành 6 chương. Cụ thể, chương 1, nguyên tắc thẩm định giá trong nền kinh tế thị trường. Với các nội dung cơ bản được đề cập đó là các khái niệm cơ bản, mục đích định giá tài sản, các yếu tố ảnh hưởng và các nguyên tắc thẩm định giá tài sản. Trong phần đầu tiên của chương 1, các bạn sẽ được tiếp cận với các khái niệm căn bản đặt nền móng cho toàn bộ lý thuyết về định giá tài sản sau này như khái niệm tài sản, giá trị thị trường, giá trị phi thị trường và khái niệm thẩm định giá. Thẩm định giá tài sản nhằm mục đích gì? Tại sao mỗi một thương vụ định giá lại chỉ sử dụng cho một mục đích cụ thể? Hoặc có những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá trị tài sản? Tại sao một mảnh đất có sổ đỏ lại có giá trị cao hơn rất nhiều khi nó chưa hoàn thành thủ tục pháp lý? Vì sao những ngôi nhà hướng Nam, hướng Đông Nam lại thường được đánh giá cao hơn hẳn các hướng còn lại? Tại sao chính phủ các nước thường không cho phép các công ty thẩm định giá nước ngoài hoạt động một cách độc lập trên lãnh thổ của mình? Và vô vàn những câu hỏi lý thú khác sẽ được làm sáng tỏ trong phần thứ 2 và thứ 3 của chương 1. Các bạn biết không, định giá tài sản vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật và nhiệm vụ của các thẩm định viên là làm sao phải giảm tính nghệ thuật và tăng tính khoa học trong định giá để giảm thiểu rủi ro cho cái nghề đang rất hot, nhiều tiềm năng, nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít thách thức này. Muốn vậy, các thẩm định viên cần tuân thủ đúng và đủ các nguyên tắc thẩm định giá. Và phần thứ tư của chương 1 sẽ giúp các bạn nắm chắc các nguyên tắc này. Trên nền tảng lý thuyết đã được đề cập ở chương 1. Trong chương 2, giáo trình đi sâu nghiên cứu về định giá bất động sản. Bạn đang băn khoăn chưa rõ bất động sản là gì, nó có đặc điểm như thế nào,
thị trường bất động sản là gì? Thị trường này có đặc điểm gì khác biệt so với các loại hình thị trường khác? Hay làm thế nào để xác định giá trị một khách sạn, một tòa cao ốc cho thuê, một dự án đầu tư bất động sản, một mảnh đất trống, hay đơn giản là định giá chính ngôi nhà mình đang ở hoặc bất kỳ một bất động sản cụ thể nào? Chương 2 của cuốn giáo trình sẽ giúp các bạn giải đáp tất cả những câu hỏi đó. Tiếp theo trong chương 3, giáo trình lại cung cấp cho người đọc toàn bộ kiến thức căn bản về thẩm định giá máy thiết bị như khái niệm, đặc điểm, mục đích, cơ sở định giá máy, các phương pháp và quy trình định giá máy thiết bị. Chương 3 giúp người đọc hiểu rõ hơn các cách tiếp cận từ thị trường, tiếp cận từ chi phí, tiếp cận từ thu nhập khi triển khai định giá máy thiết bị. Đồng thời, chương này cũng chỉ rõ sự khác biệt cơ bản giữa định giá bất động sản và định giá máy thiết bị. Bạn rất muốn tìm hiểu về định giá doanh nghiệp với vô vàn các câu hỏi lý thú như: định giá doanh nghiệp là gì? Có những yếu tố nào tác động tới giá trị doanh nghiệp? Có những phương pháp nào để xác định giá trị doanh nghiệp? Quy trình định giá doanh nghiệp ra sao? Điều gì quyết định giá trị thực của một doanh nghiệp? Tại sao doanh nghiệp này lại có giá trị cao hơn doanh nghiệp kia? Vân vân. Chương 4 của giáo trình định giá tài sản sẽ giúp các bạn tìm ra chìa khóa cho những thắc mắc đó. Tiếp theo trong chương 5, đề cập đến kiến thức về một lĩnh vực định giá còn rất mới mẻ, đó là định giá tài sản vô hình. Tài sản vô hình là gì? Nó có những đặc điểm gì khác biệt so với tài sản hữu hình? Làm thế nào để xác định được giá trị của tài sản vô hình? Thương hiệu, nhãn hiệu và lợi thế thương mại khác nhau như thế nào? Và vô vàn các câu hỏi khác xoay quanh chủ đề định giá tài sản vô hình sẽ được làm sáng tỏ trong chương 5 của giáo trình. Cuối cùng, giáo trình khép lại với kiến thức về tổ chức công tác định giá tài sản được trình bày trong chương 6, trong đó đi sâu vào lý thuyết về quy trình định giá tài sản, hồ sơ định giá tài sản, báo cáo định giá tài sản, chứng thư định giá tài sản và hợp đồng định giá tài sản. Trên đây là phần giới thiệu những nội dung cơ bản của cuốn giáo trình định giá tài sản của tập thể giảng viên bộ môn định giá tài sản chuyên ngành thẩm định giá và kinh doanh bất động sản thuộc Học viện Tài chính. Chúng tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn, sâu hơn về định giá tài sản. Đặc biệt, cuốn giáo trình này là hành trang không thể thiếu giúp các bạn sinh viên chuyên ngành thẩm định giá và kinh doanh bất động sản nắm chắc kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, thêm yêu thích, say mê chuyên ngành mình đã lựa chọn trong quá trình học tập tại Học viện Tài chính. Đồng thời giúp các bạn tự tin hơn, vững bước hơn vào tương lai với mơ ước trở thành các thẩm định viên tài ba tại các công ty thẩm định giá, công ty bất động sản, ngân hàng thương mại, các sở tài chính hay một nhà nghiên cứu chuyên sâu tại các viện nghiên cứu, một giảng viên về giá tại các học viện, các trường đại học. Sau cùng, xin trân trọng cảm ơn các bạn đã lắng nghe.